already, guys already know I'm in heaven over here. Hanging out at Archie's Iguana Farm in Honduras, in Roatan. Big boy coming, little ones coming. And in front of me, behind me, 6 foot, 2 foot, babies, adults, you name it, they're here. And boy, are they well fed and very happy. Here you go, buddy. Quay clip để Iguana cho ông khách ở Thanh Hóa nhé. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2017. Mẹ vẫn còn nguyên danh nữ luôn. Tóc. Cái này nhìn nhé. Mèo mèo mèo. Ra ngoài em ơi. Khả năng chị đưa em rất thổi. Lái. Lại. Anh lái sang phải có khi nó rẽ trái ấy. Nàng phơi tí em.